đưa chúng nó vào đây. Đại ca, em đưa chúng nó đến rồi. Cô giáo đây à? Đại ca. Xin lỗi. Mày nói tao nghe, hai thằng đó là thằng nào? Hiện đang ở đâu? Chúng tôi là giáo viên, ở đây để dạy học cho con cháu không? Cậu không được làm thế. Mày! Đại ca, đại ca bình tĩnh, để em hỏi ạ. Hai cô nói đi, hai thằng mấy hôm vừa rồi ở cùng các cô là ai? Họ là giáo viên ở trường lao động cộng đồng, lên đây để làm đề tài khoa học. Nếu mà không tin chúng tôi, các ông về trường của họ ở dưới Hà Nội mà hỏi. Thế hai thằng đó là bồ các cô à? Ừ, đúng rồi. Mà từ hôm qua đến giờ, các ông cứ sùng sục tra hỏi chúng tôi về bọn họ. Bọn họ ở dưới Hà Nội lên thì có liên quan gì đến các ông cơ chứ? Hay là các ông làm điều gì mờ ám cho... Cấp miệng! Đại ca! Mày muốn bị đòn nữa à? Ông cứ bình tĩnh, nói chuyện như người lớn đi. Chúng tôi ở đây hy sinh tuổi xuân, cắm bản để dạy chữ cho con cháu các ông, nên các ông cư xử cho phải. Có gì thì từ từ nói. Hôm qua hai thằng đấy có đưa cho thằng A Lửa một tờ giấy. Thế trong tờ giấy đó viết cái gì? Đấy là giấy thông báo họp phụ huynh tôi đưa cho A Lửa. Không biết là cháu đã về đưa cho bố mẹ chưa? Cái gì? Họp phụ huynh? Thế có việc gì mà phải hẹn gặp? Dạo này A Lửa có vẻ chảnh mạng trong học tập lắm. Tôi thấy đáng lo, cho nên muốn gặp phụ huynh của cháu để trao đổi. Mày đừng ăn nói linh tinh. Chính thằng Lữ nói, hai thằng đó đưa tờ giấy cho mày mà. Thì tờ giấy đó chính là do tôi viết mà. Lúc đấy anh ấy thấy tò mò, cho nên lấy để xem, rồi đưa lại cho thằng Lữ. Mà thôi, nếu mà các anh thấy không tin thì đi xuống dưới trường các anh ấy mà hỏi. Nghe nói trường đấy nằm ở quận Cầu Giấy đấy. Thế chúng nó xuống huyện chơi với ai? Xuống đấy thì ở đâu? Các anh ấy có nhiều bạn lắm, tôi không biết được. Với cả hôm qua hình như ở dưới Hà Nội có việc gì gấp, các anh ấy về Hà Nội rồi. Nó xuống huyện chơi với ai? Đọc tên cho tao nghe. Tôi làm sao mà biết được. Thế hai thằng ấy tên là gì? Nói mau! Hai anh ấy tên là Huy và Tuấn. Chúng mày gọi điện ngay cho chúng nó, xem chúng nó ở đâu. Từ hôm qua đến giờ tôi gọi điện nhưng mà có được đâu. Thôi bây giờ thế này, nếu mà có việc gì gấp thì các anh cứ đưa số điện thoại cho tôi, rồi khi nào các anh ấy về tôi gọi các anh lên để làm cho ra lẽ. Chứ bây giờ chúng tôi cũng chẳng biết nói thêm cái gì cả. Các anh thả chúng tôi về được chưa? Đưa nó đi. Dạ. Mấy thằng kia, cho chúng nó về. Này, em chẳng hiểu gì cả. Tại sao lúc ở sân nhà thằng Trư, chị lại bảo họ tên là Huy và Tuấn, rồi thì mình lại là bồ của họ? Em có nhận thấy điều gì bất thường không? Điều gì? Chị nghĩ họ không phải là giáo viên ở trường đại học lao động, mà là... Là gì cơ? Họ là công an mật. Cái gì? Công an á? Không sao đâu, nhưng mà sao chị lại nghĩ họ là công an? Em cứ thử nghĩ xem. Họ bảo về đây để điều tra tình hình lao động dân số, nhưng mà mấy ngày liền chẳng chịu đi đâu cả, lại cứ lân la hỏi về trang trại của lão Trư. Rồi hôm trước lại còn bắt quen thằng Lử. Rồi thì... Rồi sao? Hôm trước chị thấy ông Lâm đưa cho thằng Lử một mẩu giấy, nhưng mà
chị cũng không rõ là trong mẩu giấy ấy viết cái gì cả. Thế sao lúc ở nhà ông Trư, chị lại bảo đấy là giấy mời họp phụ huynh? Lúc đấy chị cũng chẳng biết nói thế nào nên nói liều như thế. Với cả chị cũng nghĩ là chúng chưa tìm được mẩu giấy đấy đâu. Nếu mà không thì làm gì mà thả chị em mình về dễ dàng như thế. Công nhận. Mà chị có năng khiếu làm công an đấy. Nhưng tại sao chị lại bảo họ là bố của mình? Thì chị có nói như thế mới lý giải được việc là mình cho các ông ấy ở lớp học đến mấy ngày liền chứ. Chứ là người lạ thì ai cho ở như thế đúng không? Mà chẳng nhẽ lại nói hai chị em mình là tay trong của công an à? Bình thường trông chị lù khà lù khù mà lần này thông minh thế. Chị chỉ nghĩ là nếu mà họ là công an thì mình càng phải giúp họ. Họ nhận nhiệm vụ dấn thân vào nguy hiểm cũng chỉ vì cuộc sống an ổn của người dân. Thế thì mình càng phải giúp họ em ạ. Này, hay là chị ghét anh nào rồi chứ gì? Em này.